Đây này các bác này, cứ bảo là thằng em nó bán ảo ấy này. Nó bán ảo như thế này nha các bác nhá. Đấy, nó chỉ được thế này thôi, không được nhiều đâu. Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Các bác ngắm lan cùng em nha. Đấy, đẹp chưa? Nó nở đây là còn nở chưa hết đấy các bác nhá. Nở chưa hết mà nó rực rỡ như thế này. Đấy. Vẫn còn rất nhiều nụ là chưa nở nha các bác nhá. Đấy. Đấy. Đẹp không? Nhìn dã man. Đây nha. Bác nào lấy cái giò này 1,3 triệu nhá. Cho giò số 1 nhá. Đây, bác nào lấy cái giò dè trồn nhá. Đây. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây nhá. 9 cây. Một cái dè trồn như thế này bác nào lấy là 9 cây này. Em để cho các bác với giá là 500.000 nha, 500.000 nha, 9 cây nha, các bác về trồng cho em nha. Cho giò số 2. Đây, số 3 nè. 3 cây trồn nè. Đấy, cây này nó còn ra được 3 bông hoa luôn nha các bác nha. 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này. Đấy, cây này nó đang được có 3 bông hoa nữa. Cây này 3 bông hoa, cây này 2 bông hoa. 3 cây trồn này nhá. Bác nào lấy thì em để cho là 350.000 nha. Đấy. Thôi. Lấy 320.000 thôi nha. Cho giò số 3. Số 4 này. Cây này được 2 cái nụ này, cây này được 1 cái nụ này, à 2 cái nụ nữa này. Nha. 3 cây tiếp này. Đây, 1 cây này nữa. 2 cây, 3 cây. Đấy. 3 cây này nhá. Bác nào tổng là 5 cây. Thôi, cho cây này nữa vào 6 cây cho nó hết luôn. Cây này cũng 2 cây nụ nha. Bác nào lấy cái giò này 6 cây nhá. Bác nào lấy thì em để cho là 350.000 nha. 350.000 nha. Cho hình số 4 nhá. Số 5 nè, một dè. Một dè nhá, cái cây mẹ được 2 con này. Cây này được 1 con này, cây này được 1 con này, một mẹ 2 con luôn. Đấy. Dân nó không tưới được nên là nó tóp lá nha các bác nha. Như hàng thuần này thì không ảnh hưởng gì đến hoa đâu. Các bác cứ chơi vô tư luôn. Được 4 bông hoa nhá, bác nào lấy thì em để cho là 240.000, 240.000 nha. Cho hình số 5. Số 6 này. Một giò trồn như thế này, nó đang được 6 cái nụ nha các bác nha, 6 cái nụ nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 220.000 nha. Cho giò số 6 nha. Tím không? Các bác. Tím như kèn luôn. Đó. Một dè luôn đấy nha các bác nha. Một chỉ một dè này thôi nha. Đó. Tím như kèn. Nó mới nở tím như kèn luôn. Còn đây là nở được 4 hôm rồi nha. 4 hôm rồi nha. Đây, bác nào lấy cái giò dáng hương đuôi cáo nhá. Dáng hương đuôi cáo nhá, hoa phân nhánh nha các bác nhá, hoa phân nhánh nha. Hoa quả lai châu thì nó siêu dài luôn nha các bác nhá. Hoa siêu dài luôn. Đấy.
Một cái giò cáo như thế này, một cặp lá 2, 3, 4, 5, 6, 7 cặp lá rồi. Đấy. Một cái cây cáo vẫn nhánh như này, bác nào lấy thì em để cho là 700 nghìn nha, 700 nghìn nha. Đấy. Cho giò số 7. Đây. Bác nào lấy cái giò cáo à. Đây là cáo đỏ nha các bác nha. Đấy, cáo à. Lá nó xoăn tít luôn nha. Lá xoăn tít lại nhăn nữa nha. Đấy. Con nó có một con ở đây nó cũng xoăn tít luôn. Con đây. Một mẹ hai con nha. Một mẹ hai con luôn. Đang được 3 bông hoa nha. Cây này đang được 3 bông hoa mà tím ngắt luôn này các bác này. Bác nào lấy cái giò cáo như thế này, 3 bông hoa như thế này. Em để cho các bác với giá là 700 nghìn nha. 700 nghìn nha. Này, lá xoăn tít nhân này. Cho giò số 8 nha. Đây các bác này, một giò số 9 này. Đấy. Phân làm 3 nhánh này. Đấy. Như thế này, với 2 bông hoa nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 800 nghìn nha. 800 nghìn nha. Cho hình số 10. Số 11 này các bác này. Đây, cáo thường nha các bác nha. Đây, các bác nhìn lá chưa? Lá đẹp chưa? Đấy. Hai cây nha, được 2 bông hoa nhá. Lá út thìa nó như kiểu nhạn 4N các bác. Giá hương đuôi cáo nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 450.000 nha, hai cây là 450.000 nha. Cho hình số 11. Số 12 này, có hai cây cáo. Cây này thì lá to nha các bác nha, lá to nha. Cây này thì lá bé thôi. Đấy. Được 2 bông hoa nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 600 nghìn nha. 600 nghìn nha. Cho hình số 12. Số 13 này các bác này. Một cái giò dáng hương tam bảo sắc như thế này, to vật vã luôn nha. Đây nha, nụ đang đây rồi nha. Đấy. Em quay nó không xa nên là nó là hàng một dề nha các bác nha. Hàng một dề nha. Bác nào lấy cái giò này này, em để cho là 2.800.000 nha. Số 14 này, còn đúng một giò gà này nó đang hoa như thế này thôi. Bác nào muốn chơi thì gửi ô tô được nha. Nụ đây nha. Đấy. Bác nào lấy cái giò gà này thì em vừa chớm nở nha. Em bán cho các bác với giá là 300 nghìn thôi. Mầm gốc thì siêu nhiều nha các bác nha.
cho giò số 14 nhá. Số 15 này các bác này. Một giò kiều. Đây, một đây. Hai à. Hai bông nha, em đếm bông cho các bác nha. Một bông, hai bông, ba bông. Bốn bông. Hôm qua đếm được 5 6 bông mà. Hai bông à. Ba bông à. Bốn bông à. Năm bông à. Sáu bông nhá các bác nhá. 2 3 4 5 6 7. Giò này được 7 bông nhá, được 7 bông hoa nhá các bác nhá. 7 bông hoa nhá, một giò to nhá. Mà đẹp hơn hôm qua nhá. Bác nào lấy cái giò này này, em bán cho các bác với giá là 350 000 nhá. 350 000 nhá. Kiều vàng của Lai Châu nhá. Cho giò số 15. Đây các bác này, số 16 này, một giò long tu đá xìn hồ nha các bác nha. Đây nha. Đó. Hoa tím ngắt luôn nha, nó đang tàn rồi nên là nó không được tím mấy nữa thôi các bác nha. Một giò long tu đá xìn hồ như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 400.000 nha. 400.000 nha các bác nha. Cho giò số 17. 16. Đây các bác nào thích cái giò tam bảo sắc phân nhánh nha. Hoa phân nhánh nha các bác nha. Này hoa phân nhánh này. Hoa phân nhánh đây này. Đấy. Một cây phân nhánh đây nha các bác nha. Một cây phân nhánh thôi. Và cây này thì không phân nhánh nha. Nó là nguyên bản từ rừng nha. Đấy, một cây phân nhánh như thế này, được 3 bông hoa. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 800.000 nha, 800.000 nha. Cho giò số 18 nhá. Đây nhá, mật ong nhà em đây nhá. Đấy, các bác tin tưởng thì lấy thôi. Riêng quan điểm em là em tự làm, tự vắt nên là các bác ủng hộ thôi. À, 1 lít như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 350.000 nhá. Đây, em lên cho các bác một cái cây cáo phân nhánh hoa đây. Tím ngắt luôn nha, tím ngắt luôn. Đây, phân nhánh. Hai, một cây này tím ngắt luôn nha. Bác nào lấy đây, phân nhánh nha. Em để cho các bác với giá là 650.000 nha. 650.000 nha. Cho hình số 19 nha. Đây này các bác này, em để cho các bác một cái giò này. Số 20. Không biết là nó có phân nhánh được nhiều không mà nó nhìn đã chưa. Đấy.
Một cái cây cáo như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 1 triệu nha. Dòng lá ngắn này ít có lắm các bác ạ, 1 triệu nha. Nguyên đây là nhìn thấy là 2 nhánh rồi, còn nó ụ như này nữa thì không biết là được bao nhiêu ụ nữa nha, nha. Đấy, 1 triệu nha, cho giò số 20. Đây nhá các bác nhá, số 21 này, số 21 nhá, một giò tam bảo sắc to, một bông hoa, 2 bông hoa, 3 bông hoa, 4 bông hoa, 5 bông hoa, 6 bông hoa, 7 bông hoa, 8 bông hoa. Cái này nếu mà cái con ấy nó mà không ăn ấy, thì chắc là cũng được nhiều đấy các bác ạ. Một cái giò giá hương tam bảo sắc như này nhá các bác nhá, em để cho các bác với giá là 280.000 nha, 280 nha. Dễ thì các bác không phải nghĩ nha. Cho giò số 22 21. Đây số 22 này, đang có 1 bông hoa, 2 3 này, 4 này, 5 này. Được 5 bông hoa rồi nha các bác nha. Bác nào lấy thì em để cho là 200.000 nha. Cho giò số 22 nhá các bác nhá. Số 23 này, cái giò trồn này thì nó có 2 cây nguyên bản từ rừng. Đấy, được 2 bông hoa nha, mỗi cây có 1 bông hoa nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 150.000 các bác nhá, 150.000, được 2 bông hoa nha, nguyên bản nha. Cho giò số 23. Số 24 này, cái này thì là được 3 bông hoa. Cây trên này thì được 1 bông, cây dưới này được 2 bông hoa nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 250.000 nha các bác nha, 250.000 nha. Cho giò số 20. Bốn. Đây số 25 này các bác này, đang có 1 bông hoa, 2 bông hoa, 3 bông hoa, 4 bông hoa, 5 bông hoa thôi. Đấy, như cây nó đẹp nha các bác nha, cây nó đẹp nha, nó có quyền hơn tí nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho là 220.000, 220.000 nha. Cho giò số 25. Số 26 này các bác này, một cái giò quế tím này, lá to nhá, có mỗi cây này lá bé thôi, nguyên bản nha. Đấy, 3 cây lá to thì em bán giá nó cao hơn một chút nha các bác nha. Đấy, 3 cây như này bác nào lấy được 4 cái nụ nha, 4 cái nụ nha. Đây này, nụ đây nha, nụ dài đấy các bác ạ, quế tím nhá, hàng chưa biết mặt hoa bao giờ nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 300.000 nha, 300.000 nha. Cho giò số 26.
Đây, số 27 này các bác này. Đấy, một cái giò cáo như thế này. Nó đang có một cái nụ này, hai cái nụ này. Đang nhìn thấy có hai cái nụ mà là 6 cây nha các bác nha, 6 cây nha. Bác nào lấy cái giò cáo này thì em để cho là 300.000 thôi, 300.000 thôi. Cho giò số hai mươi chín nha, số 30 này, một cái giò sóc 6 cây như thế này các bác nha. Bác nào lấy thì em để cho là 300.000 nha, vừa lá ngắn này. Đấy, đẹp nha, 6 cây 300.000. Cho giò số 29. Đây, số 30 này, được một bông hoa này, hai bông hoa, ba bông hoa. Giò này được ba bông hoa nhá. Một giò cáo như thế này được ba bông hoa. Bác nào lấy thì em để cho là tổng là 5 cây nhá, có cả hai cây nhỏ nha các bác nhá. Đấy. Bác nào lấy thì em để cho là 380.000 nha, 380.000 nha. Cho giò số 30 nha. Số 31 này. Một giò quế tím tiếp nhá. Có 5 cây thì đang có là 5 cái nụ các bác nha, 5 cái nụ nguyên bản nha. Em buộc ở đây thôi. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 300.000. 5 cái nụ nha các bác nha. Cho giò đây nha, em lên cho các bác một cái giò dáng hương tam bảo sắc nha các bác nha. Giò này thì to lắm các bác ạ, mà nó lại đẹp, mà nó lại xếp nha các bác nha. Đây nè, đấy các bác nha, đỉnh cao chưa, mà siêu nhiều hoa luôn. Đôi 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cái nụ nha các bác nha. Một cái giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đấy, 18 cái nụ và có hai cây chồn, nó đang có ba cái nụ nha. Một giò dáng hương tam bảo sắc to như thế này nha các bác nha. Đấy, bác nào lấy thì em để cho là 1.000.000 nha, 1.000.000 nha. Đấy, cho giò số 32. À, số 33. Số 33 nha các bác nha. Số 34. Một cái giò này là người ta gọi là thập hoa nha. Cái này là được tổng tầm được chục thân hoa đấy các bác ạ. Chục thân hoa đấy. Mà thân tơ thì rất nhiều. Mà cái thập hoa này ấy, thì cái mũi của nó ấy, là mũi đỏ như son luôn. Với lại cánh thì nó trắng nha các bác nha. Nên là em bán cái giò này cho các bác với giá là 800.000 nha, 800.000 nha. Một giò thập hoa như thế này nha. Cho giò số 34. Đây, số 35 này các bác này. Một cái cây cáo mà lá nó như kiểu lá ngô đồng luôn nha các bác nha. Lá như kiểu lá ngô đồng luôn. Đấy, là cây con của nó nha. Cây con nó cũng có một bông hoa và cây mẹ nó có một bông hoa nha các bác nha. Có một cây chồn được hai bông hoa đây nữa. Và một cây cáo nó ngoài rời ngoài này nữa.
Bác nào lấy cái giò này nhá. Đấy. Em để cho các bác với giá là 500 nghìn nha. Này. Chất lá thì các bác không phải nghĩ nhá. Cho giò số 34. Đây số 35 này. Quế chân dép nha các bác nha. Quế chân dép nha. Đấy, toàn lá cong cong này. Đấy, toàn cây chân dép rồi. Được 12 cây nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 1 triệu 200 nghìn nha. 1 triệu 200 nha. Này các bác nhìn cây này. Chất lá thì các bác không phải nghĩ nhá. Cho giò số 34 nha. Đây nha, em có cái giò cáo như này nha. Cây này được 2 bông hoa và cây này được 3 bông hoa nha. Dân nó không chăm được nên là nó cứ tóp tóp lá thôi. Các bác cứ tưới trong vòng tháng là nó sẽ lại lá được cho các bác nhá. Một giò dáng hướng đuôi cáo như này được 6 bông hoa, bác nào lấy thì em để cho là 380.000 nha. Cho giò số 35. Đây số 36 này, một cái giò quế trắng tháng 8 nha các bác nha. Một giò quế trắng tháng 8 như thế này. Đấy, đẹp nha. Toàn chân dép thôi các bác ạ. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 1 triệu 200 nghìn nha. Cái gỗ này không bao giờ hỏng được nha. Cho giò số 36. Đây số 37 này các bác này. Có một cây chồn, 2 cây chồn, 3 cây chồn, 4 cây chồn, 5 cây chồn. Và có một cái cây cẩm báo. Và đây có một cái cây huyết nhung nha, hoa đỏ nha các bác nha. Huyết nhung hoa đỏ nha. Còn đây là hạc vĩ nha. Thập cẩm các bác này, thập cẩm. Hoa năm ngoái đây nha. Đấy. Đang một cái nụ này, chồn này. Hai cái nụ chồn này. Ba cái nụ này, bốn cái nụ này. Được bốn cái nụ chồn nha các bác nha. Bốn cái nụ chồn như thế này. Bác nào lấy cái giò này thì em để đây, cây rất to nha các bác nha. Đấy. Cây này được 2 bông hoa đấy. Bốn cái nụ chồn nhá. Bác nào lấy thì em để cho là 320.000. 320.000 nha. Cho giò số 37. Đây số 38 này, một cái giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đấy, được 1 bông hoa, 2 3 bông. Đấy, 4 bông. 5 bông, 6 bông, 7 bông hoa. Giò này được 7 bông hoa nha các bác nha. 7 cái nụ hoa nha. Đây, nụ hoa đây nha. Đấy. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 280.000 nha. 280.000 nha. Cho giò số 38. Đây số 39 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Được 11 bông hoa nha các bác nha. 11 12 bông hoa luôn. 11 12 bông ấy nha các bác nha.
Cái giò này thì bác nào lấy thì em để cho là 300 30.000, 330.000 nha. Cho giò số 39 nha. Số 40 này. Một cái giò chồn nó có hai cây thôi. Đấy, em trồng như này có hai cây, nó có đang có một cái nụ này, hai cái nụ này. Đó. Bác nào lấy cái giò chồn này em để cho các bác với giá là 150.000 này. Cho giò số 40 nhá. Đây, số 41 này đang có 3-4 cái nụ nha, 5 cái nụ. Một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. 5 cái nụ. Đấy, em treo bờ rào đây các bác ạ. Bác nào lấy cái giò này nhá. Đây nhá. Em để như thế này nhá. Đó. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 180.000 nha. Cho giò số 41 nha. Đây em có một cái giò hoàng hậu xanh, nó đang có hai bông hoa như thế này nha các bác nhá, hai bông hoa nha. Nụ to phết này này này. Hai nụ hoa này nha. Đấy. Cái này không biết là được nụ hay là được mầm gốc nha các bác nhá, em không biết được đâu. Tức là không dám khẳng định ấy. Một giò như thế này bác nào lấy thì em để cho là 250.000 nha. Hoàng hậu xanh nha. Hoa nó chỉ dài được có 1 mét, hơn 1 mét rồi nha các bác nha. Đây. Cho giò số 42. Đây số 43 này. Một bụi thì to, như nó lại năm nay lại chỉ được có một bông hoa. Các bác nhá, mới lên được có một bông hoa thôi. Một cái bụi hoàng hậu xanh to như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 220.000 nha. 220.000 nha. Cho giò số 43 nhá. Số bầu 43 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác thôi. Đây các bác này. Nhìn cái kiều tua nó có một thân hoa thôi mà nó đẹp như thế này. Kiều tua nó sai hoa lắm các bác ạ. Cuối video mình xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Đấy, kèn nó nó gần tàn rồi mà nó vẫn còn tím như này nha các bác nha. Chỉ có mỗi kèn và sơn thủy tiên thì còn ngâm được rượu, còn các loại khác là không ngâm được nha các bác nha. Đây nè, cái chỗ lúc nãy là cái không gian nó chật quá, không thể quay được nổi nha các bác nha. Nên là em review lại cho các bác này. À, đẹp chưa? Rồi, các bác nhìn đã chưa? Đấy. Hàng một dề nhá. Tức là cái giá thể của nó nhỏ quá. Nên là em ghép thêm một cái cục gỗ vào đây cho các bác. Để cho các bác treo cho nó đẹp nhá. Đấy, một giò to. Đấy, em đi xa như này. Để cho các bác thôi. Nhìn nó đã đời luôn này các bác này. Giò quế trắng tháng 8 nhá. Nhìn sướng không? Nhìn sướng con tê tê. Đấy. Quan trọng là nó đẹp nha các bác nha. Đẹp nha. Đẹp thì ta nên sưu tầm nó. Cái cây này lá nó chỉ được 5,5 cm thôi. Một mẹ ba con đấy ạ.